Rồi, mấy em thấy cái màn hình xe hết chưa? Rồi còn một số bạn nữa. À, thôi mình bắt đầu hết mấy đứa à, thì cô nhắc lại là mình đã tìm hiểu một số cái giải thuật trong cái phần tìm kiếm không có thông tin, cụ thể là tìm kiếm theo chiều rộng, theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều sâu giới hạn và sâu lập. Thì mình có một cái giải thuật khác nữa là tìm kiếm giá thành đồng nhất. Thì trong cái giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng đó thì nó đảm bảo là luôn luôn tìm ra giải pháp cho bài toán. Tuy nhiên là cái chi phí mà để tìm cái giải pháp đó không chắc nó là cái chi phí nhỏ nhất. Thì ở đây người ta giới thiệu một cái giải thuật tìm kiếm giá thành đồng nhất. Người ta gọi cái tên tiếng Anh của nó là Uniform Cost Search, thông thường thì người ta có thể viết tắt là UCS. Thì trong cái giải thuật tìm kiếm giá thành đồng nhất này đó thì bạn nào đã học cái thiết đồ thị rồi thì nội dung của nó cũng giống với giải thuật Dijkstra ở đây, tức là nó chọn cái nút có giá thành đường đi tới đó thấp nhất để nó triển khai. Thì như vậy đảm bảo là cái đường đi tìm cái đường đi để tìm cái giải pháp đó luôn là đường đi tối ưu, và sở dĩ nó gọi cái giải thuật của mình là tìm kiếm giá thành đồng nhất vì tất cả các chi phí nó đều so sánh từ cái nút gốc cho đến cái nút đang xét. Cô lấy ví dụ ở đây, em xét cái cây tìm kiếm như thế này ha. Thì nút gốc là E. Ở đây mình phân biệt cho cô là nút được sinh ra với nút được mở rộng. Nút được sinh ra ví dụ như ở đây con xét nút E thì nó có con là BC, thì tất cả những nút được sinh ra ở đây là ba nút, nhưng mà nút được duyệt qua thì chỉ có mới duyệt qua nút E thôi, là mới duyệt qua một nút thôi. Hoặc là nếu như con xét nút B thì tổng số nút được sinh ra ở đây là 5 nút, nhưng mà nút được duyệt qua chỉ mới có hai nút thôi. Tức là mình mới duyệt A với B thôi, nhưng mà nút sinh ra của mình là có ABC và FG rồi.
Thì trong cái giải thuật tìm kiếm giá thành đồng nhất này nó hoạt động như thế nào thì mình cũng sẽ có một cái tập open và một cái tập close. Trong cái tập open này đó nó chứa các cái đầu tiên thì nó sẽ chứa trạng thái đầu ha, và nó luôn chứa những phần tử mà chưa được duyệt qua, còn close thì cũng chứa các phần tử đã được duyệt qua rồi, tương tự như là trong cái giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng theo chiều sâu. Không thấy hả? Mấy mấy bạn khác có thấy cái slide hết không? Dạ thấy cô ơi, nhưng mà nó cô nói một hồi nó mới hiện ra cô. Như cái mạng bữa nay nó bị sao, nó bị chậm sao? Rồi bây giờ là mấy em thấy hết rồi phải không? Chẳng biết là rồi thì cô nhắc lại là mình cũng sẽ có tập open với tập close. Open là chứa những phần tử chưa được duyệt qua và close thì chứa phần tử đã được duyệt rồi. Nhưng mà trong cái tập open này đó, bây giờ nó có thêm một cái nữa là những cái phần tử đã được duyệt qua thì nó sẽ có cái đi kèm thêm cái chi phí của nó nữa, cái giá thành của nó nữa. Và chi phí này thì mình luôn xét chi phí tính từ nút gốc cho tới cái nút đang xét, chứ không phải là chi phí tính từ nút tra lên tới nút đó ha. Thì cụ thể ở đây như sau, ở đây cô có là A có cái chi phí là không, và A nó sẽ có hai con là B và C, thì mình sẽ đưa B và C vào trong tập open với chi phí là B là 2, C là 1, và A xét xong thì chuyển nó về close. Kế tiếp mình sẽ sắp xếp cái tập open này theo thứ tự, tức là cái nào nhỏ, cái nào có chi phí thấp nhất thì mình đưa lên đầu tiên. Thì đây mình có C có chi phí thấp nhất cho nên mình sẽ xét tới C, và C có hai con là D và E, thì em sẽ thêm DE vào trong cái tập open này, và DE này nó sẽ có chi phí đến A lần lượt là 2 và 3, là bằng khoảng cách từ AC cộng với CD nha, rồi khoảng cách từ AC cộng với CE thì mình có là D là 2, E là 3. C xét xong rồi thì chuyển nó về close, và tới đây thì cái tập open này mình sẽ sắp xếp lại theo thứ tự, từ cái nào nhỏ nhất thì đưa lên đầu. Thì trong trường hợp mà những cái phần tử mà nó có cái chi phí bằng nhau, ví dụ như B với D như thế này, thì có thể mình sắp theo cái thứ tự từ điển cho B lên đầu. Còn khi mà thực tế khi cài đặt giải thuật á, thì do cái giải thuật của em như thế nào thì em sẽ cài đặt nó sẽ sắp theo cái thứ tự, có thể là nó đưa D lên đầu, đưa B lên đầu, tùy theo do cái giải thuật thôi. Thì đây mình sẽ xét tới B, thì B nó có con là F với G, thêm F với G vào trong open thì cô sẽ chuyển B về close, và F với G lần lượt có chi phí là 3 và 4 thì thêm nó vào trong tập open, thì mình sẽ có là D2, E3, F3 và G4, được không? Rồi kế tiếp mình xét tới D, D thì nó là nút nút lá cho nên mình chỉ chuyển cái D về trong close thôi. Và tương tự E cũng là nút lá cho nên là chuyển nó về close, và sau đó xét tới F rồi xét tới G, thì cuối cùng mình có cái thứ tự duyệt của cái tìm kiếm giá thành đồng nhất là như thế này: AC, BD, EFG nha. Đây là cái thứ tự duyệt của giải thuật tìm kiếm giá thành đồng nhất. Thì nó khác với hai cái nó khác với tìm kiếm rộng, tìm kiếm sâu ở chỗ là những cái giải thuật kia đó thì mình sẽ không quan tâm tới chi phí, còn giải thuật này có cái đặc điểm là mình sẽ xét tới cái chi phí của cái từng cái trạng thái ha, và mình ưu tiên mình chọn cái trạng thái nào có chi phí thấp nhất thì mình sẽ xét cái trạng thái đó trước. Một cái ví dụ khác nữa, ở đây là tìm đường đi từ một cái thành phố này đến thành phố khác, cụ thể ở đây là tìm đường đi từ Sibiu về Bucharest. Thì nếu như mình không áp dụng giải thuật đó, thì em phải tính là từ cái
thành phố bắt đầu đó, em phải xét coi nó có bao nhiêu đường đi có thể có đến cái đích, và mình sẽ tính tổng quãng đường của tất cả các trường hợp, rồi mình so sánh, mình chọn cái trường hợp có cái chi phí là thấp nhất. Thì ở đây em thấy là đầu tiên mình sẽ bắt đầu đi từ Sibiu, thì mình trong cái tập open của mình có chứa cái Sibiu ha, và close là rỗng. Thì từ Sibiu nó có hai đường đi qua Rimini với lại Fagaras. Thì đây mình sẽ chọn, mình đưa cái Rimini và Fagaras vào trong tập open, và em sẽ sắp xếp thứ tự lại là mình có chi phí từ Sibiu đến Rimini là 80 nhỏ nhất, rồi kế đó là tới Fagaras 99. Trong tập close thì mình sẽ chuyển cái Sibiu về nha. Kế đó đó thì em sẽ qua bước 3, thì em sẽ xét cái đường đi là Rimini, thì nó có đường đi qua Vitesti, thì em sẽ thêm cái Vitesti này vào trong tập open, và kèm với cái giá trị của nó thì đây mình có là từ Sibiu qua Vitesti đó, nó sẽ là 80 cộng 97 là 177. Và sắp xếp lại thì mình có là 99F rồi tới 177B ha. Rồi tập close bây giờ nó có chứa Sibiu và Rimini. Kế tiếp bước 4 á, thì em sẽ xét cái đường đi qua Fagaras, thì nó sẽ đi đến Bucharest, thì mình sẽ thêm cái Bucharest vào. Thêm Bucharest vào ở đây thì cô có cái đường đi là 99 cộng với 211 là 310, và nó nhỏ hơn cái 177, cho nên là sắp thứ tự lại thì nằm sau ha. Rồi chuyển cái Fagaras về close. Kế tiếp ở bước 5 đó thì em xét cái Pitesti là có chi phí nhỏ nhất và nó đi qua Bucharest, thì mình sẽ thêm một cái Bucharest nữa vào đây, và có cái tổng chi phí từ Sibiu về Bucharest là 278, nhỏ hơn cái đường đi 310 sắp lại ha. Và tới đây thì coi như là ở bước 6 đó thì em xét cái Bucharest thì nó có cái chi phí là 278, và tới đó mình dừng. Thì cái giải thuật tìm kiếm giá thành đồng nhất này nó sẽ dừng khi nào? Khi tập open này rỗng, hoặc là trong cái phần tử mình lấy ra mình xét á, nó là cái gom mình cần tìm thì nó dừng. Chứ đây mình không dừng khi mà mình thấy mình đưa cái Bucharest 310 vào, mình thấy cái gom rồi mừng quá mình dừng, không phải ha. Mình chỉ dừng khi nào mà cái phần tử mình lấy ra mình xét nó là gom mình cần tìm thì mình dừng. Thì cái giải thuật tìm kiếm giá thành đồng nhất này thông thường nó sẽ ứng dụng vào cái tìm đường đi ngắn nhất. Em cứ đi đi. Thì ở đây mấy em sẽ xem qua cái bài tập này ha, làm thử giùm cô cái bài tập này coi. Ở đây cô có một cái đồ thị như thế này, người ta yêu cầu áp dụng giải thuật OCS tìm đường đi ngắn nhất từ S đến G. Thì trong trường hợp này đó, những cái đường đi này em dễ nhìn thì em có thể tìm ra, em có thể nhìn thấy được cái đường đi ngắn nhất là cái đường nào. Tuy nhiên đối với những cái bài toán mà nó có đồ thị phức tạp hơn, tức là nó có nhiều đường đi hơn đó, thì đó mình áp dụng giải thuật thì nó sẽ đơn giản hơn ha. Bây giờ mấy đứa thử làm bài này và cho cô biết coi cái tổng chi phí nó là bao nhiêu, và đường đi ngắn nhất tổng chi phí là bao nhiêu, và đi qua những điểm nào. Thì em có thể mô tả, em cũng có tập, em cũng vẽ cái bảng rồi bước. Cột đầu tiên là các cái bước thực hiện, cột thứ hai là tập open, và cột thứ ba là tập close. Mấy đứa thấy hết cái màn hình xe không?
Rồi, rồi mấy em làm thử cái bài này. Chi phí thấp nhất là bao nhiêu với em? Bốn. Rồi. Rồi bây giờ mình xem coi là cái nghệ thuật nó thực hiện như thế nào ha. Rồi, đầu tiên là trong cái tập open này cô có cái us trạng thái đầu và chi phí đến chính nó là không. Ở cái phần tử thứ hai thì cô sẽ lưu cái nút nút tra của nó. Thì đây mình có là trong cái tập open chỉ có us và close là rỗng ha. Rồi ở bước 2 á thì mình xét us thì nó có đường đi qua A và G, thì cô sẽ thêm A và G vào. Tính cái chi phí của hai cái phần tử này thì A có cha là us là chi phí của nó là một, chi phí từ us đến A đó là một, G này có cha là us và chi phí từ từ us đến G là 12. Ở bước 3 thì mình sẽ chọn cái phần tử có cái giá thành thấp nhất mình xét. Thì đây mình xét A ha, và nhớ us xét xong rồi chuyển về close. Thì ở bước bước 3 đó thì A nó có đường đi qua B với C thì mình sẽ thêm B với C vào và mình tính lại cái chi phí của nó. Thì C này có cha là A và chi phí từ us đến C là 2. B này có cha cũng là A và chi phí từ us đến B là 4. Và như vậy thì mình sắp lại thứ tự thì mình có là C đầu tiên rồi tới B rồi tới tới C nha. Ở đây em xét cái A xong rồi thì em chuyển về close. Và ở bước 4 đó thì nó có con, bước 4 thì em xét C, C nó có con là D với G. Thì D ở đây chi phí từ S đến D đó là 3 ha, và cha của nó là C. Còn G á thì chi phí từ S đến G là 4 và cha của nó là C. Thì như vậy ở đây em sẽ thêm vào hai cái phần tử mới là D với G này, và B á,
À, thì giữ nguyên ha, BC cũ giữ nguyên. Ở đây mình có tới hai cái C, là lý do là mình có hai cái đường đi khác nhau đến cái đỉnh C này. À, và C xét xong rồi thì chuyển nó về close. Ở bước 5 thì em xét D. D này nó có đường đi qua G và chi phí của nó từ S đến G bây giờ nó là 6. Thì như vậy em thêm một cái G có chi phí là 6 vào đây ha. Rồi còn lại thì mình còn là B nè, có cái chi phí từ S đến B là 4, thì mình giữ nguyên mấy cái trạng thái còn lại. Và D xét xong rồi thì cũng chuyển về close. Ở bước 6 đó thì em sẽ xét B. B này nó có đường đi qua qua D và chi phí của nó là ở đây là từ S đến D này là 7, tức là từ S đến B là 4 rồi nha, mình cộng thêm cái 3 nữa là D này nó là 7. D là 7 và như vậy em sắp lại thứ tự thì em có cái G4. G mà có cha là C đó, đường đi là 4, nhỏ nhất thì đưa lên đầu và chuyển cái B về tập tập close, và tới bước 7 thì tìm thấy G và giải thuật dần thì cái chi phí của cái đường đi từ từ S đến C này nó là 4, là chi phí nhỏ nhất. Thì như vậy ở đây mình có cái thứ tự duyệt á, là nó sẽ duyệt qua S rồi A rồi C D B, nó sẽ duyệt qua các phần tử lần lượt như thế này. Đây là thứ tự duyệt. Còn đường đi từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối thì nó sẽ đi theo đường đi S A C G ha, phân biệt hai cái này, một cái là thứ tự duyệt, một cái đường đi. Thứ tự duyệt thì nãy giờ nó lần lượt nó duyệt qua nút nào thì mình liệt kê ra thôi. Còn cái đường đi á, thì em phải xem xét coi là ví dụ như G này nó có cái cha của nó, hồi nãy mình có cái G có cha là C nha, thì mình coi coi C này tiếp tục cha của nó là nút nào, mình phân ngược lên thì mình có cái đường đi là S A C G là có chiều dài là 4. Thì đây là cái bài toán tìm đường đi ngắn nhất áp dụng giải thuật của CS. Hôm rồi cô có cho mấy cái bài tập thêm đó, mấy em có coi trước mấy cái bài tập đó chưa, giờ sửa luôn ha. Có ai thắc mắc gì về cái bài này không mấy em? Có ai thắc mắc gì thì mở micro hỏi cho nhanh ha. Có bạn nào chưa chưa rõ cái cách tính hay gì đó thì cứ hỏi lại. Được không? Có ai thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc gì thì tiếp cái phần bài tập ha. Hôm rồi cô có chưa có sửa mấy bài này đúng không? Mình có cái bài số 2, nó là cũng một cái dạng khác bài toán đong nước, thì thay vì mình dùng hai bình để mình đong thì bây giờ mình sử dụng 3 bình, và bình đầu tiên á thì nó chứa đầy nước ha, và nó là coi như nó là nguồn cấp nước. Còn đối với cái bài toán đong nước cũ á, thì mình chỉ có cái mình lấy nước từ vòi bơm, còn cái này thì mình có ba bình, một bình 8 lít chứa đầy nước và hai bình rỗng lần lượt có thể tích là 5 lít và 3 lít. Thì bây giờ làm sao đong được 4 bình 4 lít từ từ ba cái bình này?
Như vậy em xác định giùm cô coi bài toán này nó có trạng thái đầu là gì, trạng thái cuối là gì, rồi nó có bao nhiêu phép toán ha. Rồi nếu như áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng vào bài toán này thì nó sẽ thực hiện như thế nào? Bài này có trạng thái đầu là gì mấy em? Trạng thái đầu là 800, rồi trạng thái cuối là cái gì? Trạng thái cuối đây thì cái 4 lít nó bắt buộc là nó phải ở hoặc là bình đầu tiên, tức là 8 lít, hoặc là bình bình 5 lít. Như vậy mình sẽ có hai cái trạng thái cuối, có thể có là 4xy hoặc là x4y. Ở đây mình giả sử cái bình mình theo thứ tự là bình bình đầu tiên là 8 lít, rồi tới 5, rồi tới 3 ha, thì mình sẽ có hai cái con là 4xy và x4y. Ở đây hai cái bình còn lại mình không biết, mình không quan tâm cái thể tích của nó là bao nhiêu, cho nên em cứ đặt là giá trị xy thôi. Rồi như vậy bài này nó có mấy phép toán? Có 6 phép toán, 6 phép toán cụ thể là gì em? Đây mình có các phép toán làm đầy bình, làm rỗng bình không? Thì nước thì đây mình lấy từ cái nguồn là cái bình 8 lít, mình không có lấy từ vòi bơm, cho nên là mình chỉ có cái thao tác là đổ từ bình này qua bình thôi. Thì cụ thể đây là đổ từ 1 qua 2, từ 2 qua 1, từ 1 qua 3, từ 3 qua 1, và từ 2 qua 3, từ 3 qua 2 nha. Tức là trong 3 bình này mình lấy ra 2 bình mà có thứ tự thì mình có 6 trường hợp tất cả. Rồi, như vậy bây giờ từ cái phân tích bài toán như thế này, nếu như áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng để tìm cái gon cần tìm thì mấy em có tự làm được không? Mình chỉ cần vẽ bảng ra thôi nha. Thì ở đây cô lấy ví dụ vài trường hợp, ví dụ như từ cái trạng thái đầu là 800 thì mình sẽ có mấy trạng thái con tương ứng. Mình sẽ có hai trạng thái con tương ứng, cụ thể nó là cái gì mấy em? Đổ nước từ bình A qua bình B, hoặc là từ bình bình A qua bình bình C nha, thì mình sẽ có hai cái trạng thái con tương ứng là 350 hoặc là 503. Chỉ có hai trạng thái con này thôi. Và với mỗi một cái trạng thái con như thế này á thì em lại tiếp tục coi 6 phép toán này. Áp dụng lên cái trạng thái hiện tại nó sẽ có những trạng thái con nào, ví dụ như 503 chẳng hạn.
À, tức là để đổ từ bình A qua bình C. Ừ, thì bây giờ nó sẽ có những trường hợp nào? Nếu như cô xét trạng thái 503 thì nó sẽ có bao nhiêu con tương ứng? Thì em lần lượt kiểm tra 6 phép toán cô đổ từ cái bình nào qua được. Ví dụ như bây giờ cô lấy bình 1 đổ bình 2 thì nó hợp lệ không? Thì nó mình sẽ có là 053, một cái trạng thái mới. Hình dung được không? Được không? Cái phần này mấy em tự làm được không? Ví dụ như đổ từ bình mình đang xét cái trạng thái là 503 thì mình sẽ có đổ được từ bình 1 qua bình 2 là 053 ha. Rồi từ bình 1 không đổ qua bình bình 3 được. Và ngược lại từ bình 2 không đổ qua bình 1 được, và từ bình 3 đổ vào bình 1 á, thì nó quay lại cái trạng thái gốc ban đầu. Và mình sẽ có thêm một cái trạng thái con nữa là từ từ bình 3 đổ vào bình 2 thì mình có là 530. Được không? Như vậy thì từ cái trạng thái 503 này nó sẽ có bao nhiêu trạng thái con tương ứng với em? Mấy trạng thái bên giờ này cô mới thấy là em để giơ tay phát biểu đó, mà không biết là giơ từ lúc nào. À, có làm trước rồi phải không? Đây là bài của bạn Tài làm. Thì đầu tiên là mình có trạng thái đầu là cái ở trên là vượt theo chiều rộng đúng không? Đầu tiên là mình có là 800, sau đó thì có hai trạng thái con là chuyển qua bình 2 là 350 và chuyển qua bình 3 là 503. Rồi bây giờ mình mới xét cái trường hợp 350 thì mình sẽ có hai trạng thái con tương ứng là đổ từ bình B qua bình đổ từ bình 053, tức là đổ từ bình A qua bình C thì mình có là 053 ha. Rồi đổ từ bình bình B, ở đây mình B qua bình C thì mình có là 323, có hai con tương ứng. Rồi thì kế tiếp em sẽ xét 503, em sẽ thấy là nó có bao nhiêu trạng thái con tương ứng. Thì đây nó có một trạng thái con là 530. Thì tương tự như vậy mình sẽ lần lượt mình thực hiện đến các cái bước cho đến khi nào mà cái phần tử đầu tiên mình xét đó nó là cái gon cần tìm thì mình dừng. Thì cái gon ở đây nó sẽ có hai trường hợp, một là 4 và xy gì đó, hai là x4y nha. Thì mấy em có thể tham khảo cái phần của Tài làm, thì mấy em thử liệt kê các cái trường hợp có thể có, tức là hoặc là mấy em vẽ ra cái cây tìm kiếm với cái trạng thái đầu của mình là 800 thì nó sẽ có những cái con tương ứng nào, mình xét tới trạng thái nào thì nó sẽ có những cái con nào. Thì khi vẽ lên cây như vậy á, thì em đánh cái số thứ tự giùm cô để biết coi là lúc nào sẽ được duyệt, thứ tự duyệt của các nút lần lượt là các nút nào ha. Thì hoặc là mình có thể vẽ cái bảng như thế này, hoặc là mình vẽ ra cây tìm kiếm và đồng thời mình sẽ đánh thứ tự duyệt, đánh số thứ tự duyệt của các nút trên cây. Rồi được không? Bài này có ai thắc mắc gì không? Cái bài toán đong nước mà dùng ba cái bình nè. Có bạn nào có gì thắc mắc thì cứ hỏi lại nha.
Nếu mà không có gì thì mấy em qua cái bài, qua cái câu kế tiếp. Ở đây cô có 6 cái ly, nó ở tình trạng như thế này. Và cô muốn sắp xếp 6 cái ly này theo, tức là nó đang ở tình trạng là ngửa úp như thế này, cô muốn lật ngửa hết 6 cái ly này. Tuy nhiên mỗi lần thực hiện thì nó chỉ có thực hiện 3 cái ly liên tiếp được thôi. Thì bây giờ mình phải lập trình cái robot này nó chuyển thay đổi vị trí của 6 cái ly này thành ngửa hết. Thì cho cô biết bài toán thì nó có trạng thái đầu gì, trạng thái cuối là gì và nó có bao nhiêu phép toán. Ở đây thì em lưu ý là em có thể đặt lại hay đặt lại cái trạng thái của ly này, thì em thấy nó chỉ có hai trạng thái thôi, thì mình đặt lại cái giá trị của nó là ví dụ như ngửa là một, úp là không chẳng hạn. Như vậy bài toán này mình có các thành phần của nó là gì đâu, thử cho cô biết thôi. Thì thực tế khi mà người ta cho cái một cái bài toán trí tuệ nhân tạo thì người ta sẽ cho dưới dạng mô tả như thế này, chứ không có, họ không có cho sẵn mấy em một cái cây tìm kiếm rồi sau đó yêu cầu mấy em áp dụng một cái giải thuật nào vào đó để tìm đường đi hay là thứ tự duyệt gì hết ha. Thường thì người ta sẽ cho nó dạng như thế này. Vì cho cô biết thử cái bài toán này nó có các thành phần lần lượt là cái gì. Trạng thái đầu là 101010 và gon là 6 số 0. Và mình có mấy phép toán? Mình có 4 phép toán, cụ thể là những phép toán nào à, em? Nhật. Ở đây thì mình sẽ thay đổi lần lượt vị trí của 3 cái ly cạnh nhau. Ba ly cạnh nhau thì cô có đầu tiên là ly 1, 2, 3 ha, rồi sau đó là 2, 3, 4 và 3, 4, 5 rồi 4, 5, 6, tức là mình sẽ có 4 phép toán. Thì nếu như áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng để tìm cái gon cần tìm của bài toán này thì nó sẽ thực hiện như thế nào? Thì đây cô làm thử một vài bước cho mấy em thấy ha. Rồi ở đây mình có trạng thái đầu là 101010 và gon là 6 số 1. Thì bây giờ 4 phép toán mình lần lượt á, mình ký hiệu là O1, O2, O3, O4. Mấy cái này là O1, cái phép toán thứ nhất. Thì ở phép toán thứ nhất thì cô có 6 cái ly, ký hiệu là X1 cho đến X6. Và ở phép toán đầu của mình thay đổi vị trí của 3 ly 1, 2, 3 thì như vậy nó sẽ chuyển thành là Y1, Y2, Y3, X4, X5, X6 giữ nguyên. Và ở phép toán thứ hai đó thì mình thay đổi vị trí của ly 2, 3, 4 thì như vậy X1 giữ nguyên, thay đổi chỉ có Y2, Y3, Y4 thôi và X5, X6 giữ nguyên. Tương tự như vậy phép toán thứ ba thì mình sẽ thay đổi vị trí của X3, X4, X5 thành Y3, Y4, Y5. Nha. Phép toán thứ tư thì mình thay đổi x4, x5, x6 thành y4, y5, y6, còn các cái x1, x2, x3 giữ nguyên.
Thì như vậy đầu tiên bắt đầu từ cái nếu áp dụng như thực tìm kiếm theo chiều rộng đó thì đầu tiên mình từ trạng thái đầu là 101010 trong cái tập open. Thì bây giờ cô sẽ xem coi là áp dụng bốn phép toán lên cái trạng thái này thì nó sinh ra những trạng thái con là gì. Thì vòng lặp thứ nhất á, thì nó sẽ có các cái con tương ứng. Ở đây mình thay đổi vị trí của ly 1 hay 3 thì mình sẽ có là 010 ha, còn lại giữ nguyên. Hay là cái con thứ hai đó thì mình giữ nguyên ly 1 và mình thay đổi vị trí của ba cái ly kế đó là 010 thì đổi thành 10101. Rồi còn lại hai ly cuối giữ nguyên. Tương tự như vậy thì cô sẽ có cái phần tử thứ ba là giữ nguyên hai ly đầu và thay đổi vị trí của ba ly kế đó là 10 giữ nguyên, thì mình có là kế đó là 010 và 0 cuối giữ nguyên ha. Và cuối cùng thì mình sẽ có một cái trạng thái đó là 10 101 và 101. Thì sau khi áp dụng bốn phép toán thì cô sẽ có bốn phần tử này trong tập open, và cái phần tử xét xong rồi thì chuyển nó về về close. Rồi ở vòng lặp thứ ba tương tự như vậy, vì đây là giải thuật theo chiều rộng cho nên là mình cứ lấy cái phần tử đầu tiên trong cái hàng đợi này mình xét. Thì ví dụ như trong trường hợp này em sẽ giữ lại ba phần tử cuối ha, và em xét cái phần tử 010010 này xem coi nó có những trạng thái con nào. Thì bây giờ nếu như áp dụng bốn phép toán lên cái trạng thái này đó, áp dụng cái đầu tiên thì nó sẽ quay lại trùng với cái trạng thái đã có rồi, cho nên ở đây mình không có liệt kê nó ra ha. Và áp dụng phép toán thứ hai đó thì cái trạng thái này nó sẽ đổi thành là 0100 đó, thì nó sẽ đổi thành là 0011 và giữ nguyên hai ly cuối là 10. Rồi cái con tiếp đó, thì mình sẽ sinh ra được là đổi ở cái ly 3 4 5 thì mình sẽ có là 01 giữ nguyên ha, rồi 110 và 0. Rồi cuối cùng á thì em sẽ đổi em sẽ có cái trạng thái kế đó, cái trạng thái con kế đó nữa đó là đổi ba cái ly cuối cùng thì em có là 010 và 101. Thì sau khi áp dụng bốn phép toán lên cái trạng thái đầu tiên, tức là cái trạng thái đầu tiên của bước thứ hai, thì mình sẽ có ba con tương ứng này, và trạng thái xét xong rồi thì chuyển nó về về close. Và tương tự như vậy ở bước 4 em cũng sẽ xét cái trạng thái đầu tiên trong hàng đợi này, và em sẽ lần lượt sinh ra bốn cái con của nó nếu như là những cái con này là hợp lệ chưa chưa xuất hiện trong cái tập open. Và em cứ lần lượt thực hiện như vậy cho đến khi nào mà cái phần tử mình lấy ra xét đó, nó là tất cả phần tử đều là một hết thì dừng. Thì có bạn thắc mắc đó là mình có thể nào mình không chọn cái phần tử đầu tiên mình xét mà mình lại chọn một cái phần tử nào khác, ví dụ như thay vì bây giờ cô lấy từ cái phép toán thứ thứ hai cô thực hiện trước trên cái trạng thái đầu tiên chẳng hạn, để cô chuyển đổi cái ly thứ hai này nó thành up thành ngửa được hay không. Thì cái trường hợp đó sau này em học cái tìm kiếm có thông tin đó thì em có thể chọn cái phần tử nào đó em ưu tiên xét trước, vì em thấy là nếu mà xét phần tử đó trước thì cái số phần tử vượt qua hay là cái đường đi của mình nó ngắn hơn thì mình ưu tiên chọn phần tử đó trước. Còn cái này là mình đang áp dụng tìm kiếm theo chiều rộng là tìm kiếm mù để mình giải quyết bài toán, cho nên bắt buộc là trong cái tập open của em nó có những phần tử được sắp theo hàng đợi như thế nào thì em sẽ lần lượt em lấy các phần tử đó em duyệt qua, nên chứ không có ưu tiên chọn phần tử nào cả, được không? Bài này mấy đứa có thắc mắc gì không? Có ai có thắc mắc gì thì hỏi nha. Được không mấy em, có ai thắc mắc gì không?
Nếu mà không có gì thì mình qua cái bài kế tiếp. Cái bài kế tiếp này đó thì nó là bài toán 8 mẫu số hay tìm đường đi từ trạng thái xa về gôn, áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng. Thì cái bài này á, em có thể là vẽ cây tìm kiếm ra, không cần phải, hoặc là em cũng vẽ bảng, nhưng mà bây giờ mỗi trạng thái của mình á thì mình lưu nó dưới dạng là một cái ma trận ha, một ma trận hai chiều để mô tả một cái trạng thái hiện tại của bài toán. Thì trong trường hợp này á, mình sẽ xét ví dụ như đầu tiên là ở cái trạng thái đầu là mình có là cái hình bên bên trái. Và đối với cái trạng thái này đó thì khi mà áp dụng bốn phép toán ở đây, ô trống có đi lên đi xuống sang trái sang phải, thì áp dụng bốn phép toán lên đây thì chỉ có ba trường hợp hợp lệ thôi, là ô trống sang sang trái hoặc là đi lên đi xuống. Cô ơi, chưa thấy slide chia sẻ cô ơi. Chưa thấy hả? Rồi, mấy đứa thấy hết chưa? Rồi rồi. Rồi bây giờ cái bài toán 8 mẫu số này đó thì chuyển từ cái tìm đường đi từ cái star về gôn này ha. Thì em sẽ cô nhắc lại là em có thể vẽ cái tìm kiếm ra, mô tả là từ trạng thái star này nó sẽ có những cái trạng thái con tương ứng nào, và kế tiếp trạng thái nào được xét đó, thì mình sẽ đánh đánh số thứ tự trên đó. Ví dụ như star này là một, rồi nó sẽ có ở đây nó chỉ có ba con thôi, tại vì trường hợp ô trống sang phải không hợp lệ. Thì ứng với ba con đó thì em sẽ lần lượt em xét theo thứ tự của hiện đại với mỗi trạng thái như vậy, lại kiểm tra coi nó có những trạng thái con nào, và sao cho đến cuối cùng mình gặp gôn thì mình dừng. Cái bài này thì mấy đứa tự làm được không? Một lát nữa cô sẽ cho mấy em một cái bài tập, mấy em làm cái bài tập đó rồi nộp lại cho cô trên Emsit ha. Thì nó có một cái dạng nữa, thay vì 9 ô như thế này thì nó chỉ có 4 ô thôi, 4 ô, và lúc đó chỉ có 3 ô đánh số. Thì bây giờ mình thay đổi cái mình sẽ có những cái trạng thái con tương ứng là gì, và cho đến khi nào mình tìm được gôn thì mình dừng, được không? Bài này có cần sửa không? Cô nói gì mấy đứa tự làm được không? Cái bài bài 4 nè. Thì một lát nữa mấy em sẽ làm một cái bài tập chỉ có 4 ô thôi và nộp lại cho cô ha. Rồi mình có cái bài kế tiếp. Trình bày thì em có thể em chỉ cần vẽ trên cây tìm kiếm như cô nói đó. Rồi ví dụ như từ trạng thái đầu star nó có những trạng thái con là trạng thái nào, thì trạng thái đầu em xét trước thì em đánh số tự nó là một trên cái đó, là nó có ba con tương ứng, mình xét con nào mình đánh số tự kế ba bốn vân vân. Và nó sẽ ở đây thì em lưu ý khi mà em vẽ cây tìm kiếm á, thì cái ví dụ như người ta nói là xây dựng cây tìm kiếm mấy bước lập thì nó khác với là độ sâu là bao nhiêu ha. Mấy bước lập tức là ở đây là em xét mấy trạng thái thì nó là mấy bước lập, còn nếu mà nói về độ sâu thì có thể là cái số bước lập với cái độ sâu nó không tương ứng với nhau. Cho nên là lưu ý khi mà cái cách mà người ta hỏi, người ta có những cái cách dùng từ thì lưu ý về cái câu hỏi. Cái bài kế tiếp đó là cái bài ba thầy với ba quỷ qua sông. Thì có đọc qua bài toán này chưa? Ở đây mình có ba đối tượng, ba thầy với ba quỷ cùng trên một bờ, và bây giờ sáu đối tượng này đều muốn qua bờ bên kia. Thì có cái chiếc thuyền có thể đưa được tối đa hai người qua sông.
À, và chiếc thuyền này lưu ý nó chỉ chạy khi mà trên thuyền phải có một người thì nó mới chạy được. Thì như vậy ở đây mình có làm sao để mình đưa 6 đối tượng này qua sông, với điều kiện là trên cùng một bờ đó thì số thầy phải từ bằng hoặc lớn hơn số quỷ, chứ không được nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì thì bị quỷ ăn thịt. Vì vậy thì đối với bài toán này mình có thể xác định trạng thái đầu, trạng thái cuối của nó là cái gì, rồi nó có những phép toán nào. Mấy đứa có suy nghĩ trước về bài toán này chưa? Thì đây mình cô nói luôn ha, mình có thể mô tả bài toán như thế này. Em sẽ có trạng thái đầu á là 6 đối tượng này cùng ở một bờ, thì mình có thể sử dụng ba giá trị để mô tả. Thứ nhất là số thầy, thứ hai là số quỷ, và thứ ba là vị trí chiếc thuyền. Thì để mở lại cái slide này. Ở trạng thái đầu á, thì có thể là em mô tả nó có ba thầy ba quỷ, và ở ở tại cái bờ A đó thì cái thuyền nó ở tại vị trí bờ này thì cái giá trị nó là 1. Còn ở cái trạng thái cuối á, thì tất cả đối tượng này đều qua bờ bên kia hết, thì đây mình có là số thầy là 0, số quỷ cũng là 0, và cái vị trí thuyền cũng là 0. Hoặc là ngay từ đầu em có thể mô tả là vị trí của ba đối tượng ở bờ bên kia cũng được ha. Lúc đầu ở bờ bên kia nó không có ai hết thì mình là không không hết, và cuối cùng nó sẽ có giá trị là 331 chẳng hạn. Thì tùy cái cách đặt của mình thôi. Còn đối với phép toán á, thì chiếc thuyền nó có thể chở ít nhất một người và tối đa 2 người. Vì vậy đây mình sẽ có 5 trường hợp. Nếu như nó chở một người thì có thể là một thầy hoặc là một một quỷ. Còn nếu như nó chở 2 người thì có thể là 2 thầy hoặc là 2 quỷ hoặc là một thầy một quỷ, tức là nó sẽ có 5 phép toán tất cả. Và cái bài toán này nếu như áp dụng như thực tìm kiếm theo chiều rộng chẳng hạn, để mô tả thì nó sẽ thực hiện như thế nào? Thì đầu tiên trạng thái đầu của mình á là mình có là 331. Thì bây giờ mình có 5 phép toán. Thì ví dụ như khi cô áp dụng cái phép toán đầu tiên là một thầy chẳng hạn, thì khi khi áp dụng phép toán đầu tiên lên cái trạng thái 331 này nè, thì nó sẽ trên cái bờ này nó sẽ chỉ còn lại là cái gì? Còn lại là 231, và trường hợp này có hợp lệ không? Số thầy bây giờ nó ít hơn số quỷ, cho nên là nếu áp dụng phép toán 1 lên trạng thái này thì nó không hợp lệ. Và nếu như áp dụng phép toán 2 một quỷ thì nó sẽ còn lại là cái gì? 32. 32 thôi thấy, chứ không có 1 hết, tại vì chiếc thuyền bây giờ nó không có ở đây nữa, thì nó là 32. Rồi ví dụ như nếu áp dụng trường hợp là cái phép toán thứ ba thì ba thầy di chuyển, thì đây nó sẽ còn lại là 1 2 thôi. Thì trường hợp này cũng cũng không 1 3, chứ 1 3 nó cũng không hợp lệ. Còn nếu như áp dụng phép toán thứ tư thì mình sẽ có 2 quỷ đi, thì như vậy ở trên bờ nó sẽ còn lại là 3 3 1, thì trường hợp này là hợp lệ.
hay là trường hợp một thầy một quỷ thì trên bờ nó chỉ còn hai hai thôi nha. Như vậy khi mà áp dụng năm phép toán này lên cái trạng thái hiện tại đó, trạng thái đầu đó, thì nó chỉ có trường hợp hợp lệ là ba ba trạng thái hợp lệ thôi, tức là phép toán thứ tư và thứ hai, thứ tư và thứ năm thì mình sẽ có ba phép toán hợp lệ thôi, được không em? Thì như vậy cái bài này cô cũng yêu cầu mấy em vẽ cho cô cái áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng để mô tả coi bài toán này nó sẽ thực hiện như thế nào ha. Thì có thể em chạy năm bước lọc thôi chẳng hạn. Và một cái bài tập nữa là bài toán ở trên cô có cái trạng thái đầu là 3 1 2 và trạng thái cuối là 1 2 3, sắp xếp như vậy đó. Thì nếu như bài toán này áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng để tìm đường đi từ cái star về goal này thì nó sẽ duyệt qua những trạng thái nào, hay là cái chuỗi hành động thực hiện đó, để đi từ trạng thái star về goal này đó, thì mình sẽ thực hiện với những hành động nào nếu áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng. Thì đây mấy em sẽ làm hai cái bài này nộp lại cho cô ha, thì để cô đưa cái bài này lên MSheet rồi mấy đứa làm rồi nộp lại. Nộp cũng nộp trên MSheet luôn, tức là cô sẽ tạo một cái link cho mấy em làm bài xong mấy em nộp đó. Có thể là mấy em mở Word ra vẽ trên Word nộp cũng được ha, hoặc là nếu mà làm giấy chụp hình là gửi thì lưu ý là viết cho nó rõ một chút dễ nhìn. Thì đối với cái bài đầu tiên á thì mấy đứa có thể vẽ cây tìm kiếm từ cái trạng thái đầu về con. Còn bài thứ hai cũng vậy, nhưng mà bài thứ hai thì có thể là chỉ yêu cầu mấy em lập tới 5 bước thôi. Bài này có tính điểm chuyên cần ha. Hẹn là bữa nay là thứ thứ tư thì cho hẹn chủ nhật nữa không? Cho vậy là rộng rãi rồi đó. Chứ đáng lý ra là làm tới mai nộp là cùng. John was very pleased with this promotion. Vậy ha, cho hẹn tới tới chủ nhật rồi. Mấy đứa nãy giờ có gì thắc mắc không? Thôi chủ nhật được rồi, qua chủ nhật gì kéo càng dài mấy đứa càng làm miếng chứ không gì trơn. Mở Word ra làm cũng được, làm trên giấy rồi chụp hình nộp lại cũng được. Cái bài đầu tiên có thể là em chỉ cần vẽ cây thôi ha. Rồi cái bài thứ hai đó thì có thể là em mô tả vẽ bước lập hoặc là vẽ cây cũng được. Một trong hai thôi, có thể kẻ bảng hoặc là vẽ cây, một trong hai trường hợp. Muốn làm trên gì đó làm nộp lại cho cô, thích gì làm đó, nhưng mà với một điều kiện là nếu mà viết tay á, thì chữ rõ nét một chút ha. Ai mà chữ xấu quá đó thì chịu khó gõ Word đi. Rồi mấy đứa có thắc mắc gì không? Thì cô nhắc lại là trong cái tìm kiếm mù, trong cái tìm kiếm mù á thì mình sẽ có tìm kiếm theo chiều rộng, theo chiều sâu, tìm kiếm theo chiều sâu giới hạn, tìm kiếm sâu lập và tìm kiếm giá thành đồng nhất. Thì tất cả các giải thuật này đều có khả năng thi hết ha, cho nên là không có bỏ cái phần nào hết.
Rồi học bây giờ mình học tới đâu đó thì mình tóm lại luôn đi để chừng nữa mấy em thi mấy em học bài cho nó dễ chút. Khỏi thắc mắc là cô ơi, trong cái phần tìm kiếm không có thông tin hay là tìm kiếm màu á, mình học cái nào thi, bỏ cái nào để thi, thì cô nhắc lại là trong phần này là sẽ có thi hết, không bỏ chỗ nào hết. Cho nên là nếu mà ai chưa rõ chưa hiểu cái gì á thì tranh thủ hỏi lại. Và cái phần thi trắc nghiệm á thì nó có đặc điểm như thế này, những cái câu đáp án đó, nó có hơi gần gần nhau một chút, cho nên là khi mấy em học bài hay là mấy em đọc đề trả lời đó thì phải cẩn thận, có khi là nó nhích con chút xíu hà mà nó đúng hoặc là nó sai nha. Thế nào chắc vài tuần nữa cũng đi học tập trung lại hè, cho nên yên tâm ha, mặt giảng viên thì không lẽ trong trong khoa không biết mặt tôi trời. Rồi, vậy mấy em có thắc mắc gì nữa không? Bài tập. Bài tập có gì không Vinh? Rồi rồi, bạn nào có thắc mắc gì thì cứ mở mi lên hỏi đi em. Cô, Vinh. em chưa rõ về cách trình bày hai cái bài tập mà cô giao không? Ví dụ Cái như bài đầu cô tiên, cái bài đầu tiên thì em chỉ cần vẽ cây tìm kiếm và vẽ cây tìm kiếm theo cái tìm kiếm theo chiều rộng như cô nói đó, thì từ cái trạng thái đầu nó có những trạng thái con là cái gì, ví dụ như em xét cái nào thì đó là cái trạng thái đó em sẽ đánh theo số thứ tự duyệt của nó. Ví dụ như đầu tiên trạng thái đầu nó là 312 nha, thì em đánh nó là thứ tự duyệt nó là một và nó có những trạng thái con tương ứng là cái gì. Kế đó ở bước 2 em xét cái nút nào trong cái trạng thái con đó thì em đánh số thứ tự của nó là 2 và tiếp tục nó có những trạng thái con là gì, được không? Rồi ở đây bài 1 thì có thể là em chỉ cần vẽ cây tìm kiếm thôi, và lưu ý là các cái nút được sinh ra đó theo đúng cái trình tự duyệt của các cái nút đó. Còn ở cái bài ba thầy với ba quỷ đó thì có thể là em vẽ bảng cũng được, hoặc là em vẽ cây tìm kiếm cũng được, và làm tương tự như ở trên ở tại mỗi bước như vậy đó. Thì trong cái tập open mình có những cái trạng thái nào, và lưu ý là khi mình áp dụng một phép toán lên cái trạng thái hiện tại đó thì cái nào hợp lệ cái nào không hợp lệ mình chỉ giữ lại những trường hợp hợp lệ thôi nha. Ví dụ như mình lấy đi số thầy xem mình nó ít hơn số quỷ thì cái trường hợp đó không hợp lệ, thì có thể là em không có liệt kê ra. Còn bạn nào chưa rõ nữa không, hay là có gì chưa chưa hiểu nữa không? cái cách trình bày số thầy số quỷ của cô Ừ. là số số thầy số quỷ đang được biểu diễn ở đây là của bờ một bờ một hay là Một bờ mỗi em, em một bờ. Ví dụ như bây giờ mình xét mình biểu diễn cái bờ đầu tiên ha. Ví dụ như bờ đầu tiên thì cô có là ở trạng thái đầu nó là 33, là cái thuyền nó cũng đang ở trên bờ đó nữa thì nó là 331. Rồi ở trạng thái cuối á thì ba thầy và ba quỷ này đã di chuyển vào bên kia hết, cho nên là ở trường hợp này nó là không không, và cái thuyền cũng là không. Hiện vậy khi mà lần lượt chuyển một cái đối tượng trên thuyền chẳng hạn, thì mình xét lại ở trên bờ này còn mấy đối tượng, tức là ở đây mình chỉ xét một một bờ thôi nha. Vậy đi cho nó dễ dễ hình dung. Tức là tại cái thời điểm nào đó thì trên bờ bên đây nó còn lại bao nhiêu đối tượng. Được không? Rồi còn bạn nào có thắc mắc gì nữa không em? Còn về cái
cái phần bài tập nhóm á, thì mấy em chừng nữa thì cô đưa gợi ý, nhưng mà bây giờ thật ra mấy em cũng có thể suy nghĩ từ từ là được rồi ha. Ví dụ như ở đây mình thấy cái bài nào mình có thể áp dụng những cái giải thuật trong cái phần tìm kiếm mù này đó, thì em có thể chọn và chọn cái bài toán đó để em mô tả từ từ được. Và lưu ý là mình đừng có sử dụng lại những cái bài toán mình đã nói trên lớp rồi, nó hơi nhàm một chút ha. Thì trong thực tế thì nó có rất là nhiều bài toán em có thể áp dụng các cái giải thuật này. Ví dụ như bài toán mê cung thì cũng được. Thì mình cũng có ý tưởng để coi là mình sẽ chọn một cái bài toán nào đó và ứng dụng. Ví dụ như có thể ứng dụng tìm kiếm rộng hay sâu hay là sâu lặp hay là giá thành đồng nhất gì đó để mà mình giải quyết bài toán. Ngoài ra thì chừng nữa học tuần sau thì học qua tới cái phần tìm kiếm có thông tin, rồi tới cái phần tìm kiếm đối kháng, rồi tới bài toán phương án ràng buộc, thì nó cũng có những cái bài toán cho từng cái phù hợp với cái giải thuật đó, thì có thể là em sẽ chọn. Ừ, hỏi lại đi Tiến. Tại vì cái mạng mấy nay hình như nó không ổn lắm, cho nên là nếu như mấy em có gì không rõ thì cứ hỏi lại ha. Câu 1 hả? Câu 1 thì em cứ vẽ cây ra thôi. Ví dụ như từ trạng thái đầu đó, nút gốc đó, nó là trạng thái đầu và nó có những trạng thái con nào phù hợp, những trạng thái con nào hợp lệ, thì em sẽ liệt kê những trạng thái con đó và kế tiếp em xét tới trạng thái nào thì em đánh số thứ tự trên cái trạng thái đó. Câu 1 là áp dụng giải thuật tìm kiếm theo chiều rộng, thì mấy đứa để cô upload cái này lên cái mô tả lên cho nó rõ ràng cho mấy em, rồi mấy em theo cái mô tả làm ha. Nhóm thì để cô đưa cái danh sách lên cho mấy đứa, rồi mấy đứa chọn nhóm từ từ. Tức là nếu mà mình có quen bạn nào đó thì mình đăng ký nhóm với bạn đó làm chung, còn không á thì thấy cái nhóm nào mà còn thiếu người đó thì mình liên hệ với mấy bạn đó để mà làm bộ giải mẫu gì thì về coi lại cái bài toán 8 mẫu số khi mà vẽ không gian trạng thái đó, thì cái đó chỉ là mô tả trên cái chỉ là vẽ cái không gian trạng thái thông thường, nhưng mà bây giờ nếu áp dụng giải thuật theo chiều rộng đó, thì em sẽ lưu ý là trọng tâm cái thứ tự duyệt của cái nút nào, thì đây em đánh số vô cái đó thì nó cũng tương tự như vậy thôi nha. Dụ tôi không mà dụ tôi làm đặng đang gói làm bài hả? Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không? Lớp đông mà lo gì không có nhóm, lớp này tới chín mươi mấy người, lần để cô coi lại coi. 93 người là cái phần bài giải này có cần upload không? Tại vì cái phần bài giải thì giống như là cô dạy bài cô nói cho mấy đứa nên là nó cũng không có hoàn chỉnh lắm. Rồi thôi được rồi, để cô đưa cái phần này lên cho mấy em ha. Tùy người ta yêu cầu em áp dụng giải thuật nào, ví dụ như yêu cầu em áp dụng chiều rộng hay là theo chiều sâu gì đó thì em cứ theo đúng cái yêu cầu của người ta mà mình làm thôi. Phần bài giải chương trước. Chương trước là bài toán 8 cái ly hả?
Rồi được rồi, để cô coi lại rồi cô đưa cái phần bài giải lên luôn nha. Rồi còn nếu mà mấy em không có gì thắc mắc nữa thì mình dừng ở đây ha. Tuần sau mình tiếp. Rồi về chào mấy em nha.